đa dạng và độc đáo. Đây đều là những sản phẩm có nguồn gốc thảo dược đang được thị trường ưa chuộng. Và bất ngờ hơn, chúng lại được tạo ra bởi những người nông dân của Hợp tác xã Sinh Dược ở xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, vùng đất nổi tiếng với các bài thuốc quý. Ninh Bình được biết tới không chỉ bởi vẻ đẹp sơn thủy hữu tình, mà nơi đây còn được mệnh danh là vùng đất thiêng của những loại cây thảo dược. Và xung quanh tới đây thì đang là một khung cảnh vô cùng lãng mạn bởi hoa vàng cỏ xanh. Em chào các chị ạ. Vâng, em chào chị Lý ạ. Chị Lý ơi, hôm nay bà con trong hợp tác xã mình đang thu hoạch loại cây gì vậy ạ? Hôm nay là bà con đang thu hoạch cây xài đất. Cây xài đất đấy ạ. Cái cây mà đang nở hoa vàng rực như này thì có tên gọi là cây xài đất đúng không chị? Vâng, đúng rồi ạ. Em ngửi thì cũng đã thấy một cái mùi thơm nó khá là đặc trưng rồi đấy ạ. Không biết là cái cây xài đất này thì có tác dụng gì ạ chị Lý? Cây xài đất này theo y học cổ truyền và kinh nghiệm dân gian thì có tác dụng tốt trong việc hỗ trợ điều trị các chứng bệnh ngoài da như là mẩn ngứa, dị ứng bạn ạ. Như cây xài đất này thì mình về mình sẽ bào chế ra được cái sản phẩm đặc trưng gì của hợp tác xã hả chị? Cây xài đất này thì là cũng làm được rất nhiều sản phẩm. Chúng mình sẽ nấu cao của cây xài đất và một số cây khác như là kim ngân, cúc tần, ngải cứu, xả để thành một cái bài thuốc gọi là bài thuốc cổ truyền thôn Sinh Dược. Sau đó là phối trộn bài thuốc này với các nguyên liệu khác để tạo thành một số sản phẩm đặc trưng như là muối ngâm chân, xà bông thảo dược hay cao tắm. Rất là nhiều những cái sản phẩm đặc trưng được sản xuất từ cái loại cây thảo dược này ạ. Thế thì khi mà thu hoạch cây xài đất này thì chúng ta sẽ chỉ cần cắt sát gốc này là được không? Vâng, chúng ta phải cắt sát gốc để tận dụng được toàn cây để dùng và để lại chút gốc để cho nó phát triển lại. Từ những cái sản phẩm địa phương mang cái tính văn hóa cổ truyền cũng như là từ những cái bài thuốc mà cha ông đã để lại thì là bà con ở nơi đây đã biết phát triển để tạo ra được những cái sản phẩm thương mại và mang giá trị thương hiệu vùng miền để có thể đem tới cho thị trường những cái sản phẩm chất lượng cao. Với mong muốn tạo ra được nhiều sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, vừa có lợi cho sức khỏe, vừa tiện dụng với cuộc sống hiện đại, nhưng vẫn giữ được hồn cốt của những bài thuốc quý từ xa xưa. Những năm qua, Hợp tác xã Sinh Dược đã nghiên cứu và đưa vào sử dụng khoảng 20 loại thảo dược, để từ đó sáng tạo nên rất nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe độc đáo. Hợp tác xã đã xây dựng một vườn dược liệu rộng 7 hectare, trồng nhiều loại dược liệu của vùng đất Gia Sinh, Gia Viễn như xài đất, tầm bóp, cúc tần, xả, kim ngân, hương nhu, ngải cứu. Tất cả các loại dược liệu này đều được canh tác hoàn toàn tự nhiên, không sử dụng hóa chất độc hại. Ngoài ra, hợp tác xã còn liên kết với các vùng trồng dược liệu đạt chuẩn của một số địa phương như Cam Lộ, Quảng Trị, Duy Tiên, Hà Nam, Sapa, Lào Cai để chủ động nguồn nguyên liệu sạch và ổn định cho sản xuất. Hợp tác xã Sinh Dược hiện có tới gần 20 dòng sản phẩm khác nhau, từ xà phòng, tinh dầu, sữa tắm, dầu gội, cao thảo dược đến muối ngâm chân. Trong đó có rất nhiều sản phẩm được đánh giá cao về chất lượng, đạt chứng nhận OCOP 4 sao trong chương trình Mỗi xã một sản phẩm của tỉnh Ninh Bình. Điều đặc biệt khi nói về các sản phẩm của Hợp tác xã Sinh Dược đó là đều được bà con ở đây sản xuất thủ công nhưng vẫn đảm bảo chất lượng theo đúng tiêu chuẩn và được Sở Y tế tỉnh Ninh Bình kiểm tra, cấp chứng nhận. Hiện tại, Hợp tác xã có 30 thành viên chính thức và 50 lao động thường xuyên. Họ đều là những người dân địa phương có kinh nghiệm trong việc dùng thảo dược cổ truyền và đều mong muốn được cùng nhau kế thừa, bảo tồn và phát triển bền vững nghề thuốc. Mình làm ra những cái sản phẩm nó từ những cây thảo dược tốt cho sức khỏe cho mọi người thì mình cảm thấy rất là vui. Mỗi năm, Hợp tác xã Sinh Dược cung cấp ra thị trường khoảng từ 40 đến 50 tấn xà phòng các loại, 5 tấn muối thảo dược và tinh dầu. Sản phẩm của Hợp tác xã hiện đã có mặt ở rất nhiều tỉnh thành trong cả nước, được thị trường đón nhận. Hiện tại thì việc tiêu thụ sản phẩm của Hợp tác xã Sinh Dược khá là tốt. Chúng tôi thường có hai hình thức để kinh doanh sản phẩm. Thứ nhất là bán buôn cho các đại lý với số lượng lớn. Và các đại lý sẽ phân phối ở trên các trang mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử của mình như ở trên Shopee, Lazada hay là trên mạng xã hội Facebook. Còn
Kênh thứ hai là chúng tôi sẽ bán lẻ trực tiếp đến người tiêu dùng qua fanpage và website của hợp tác xã. Với sự năng động, sáng tạo trong phát triển đa dạng sản phẩm, doanh thu của hợp tác xã sinh dược ngày càng tăng. Năm 2021 đạt 10 tỷ đồng, thu nhập của người lao động trên 6 triệu đồng một tháng. Hợp tác xã cũng đã vinh dự được nhận cờ thi đua xuất sắc và rất nhiều bằng khen của tỉnh Ninh Bình, được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về thăm và làm việc vào năm 2021. Đã, đang và sẽ tiếp tục gắn bó với các loại thảo dược bản địa. Đây cũng chính là mục tiêu mà Hợp tác xã Sinh Dược luôn kiên trì theo đuổi từ khi thành lập vào năm 2014 đến nay. Cái mô hình Hợp tác xã Sinh Dược này là một cái mô hình có thể nói là rất là tiêu biểu. Và hiện nay cái doanh thu của Hợp tác xã cũng như là cái lợi nhuận của Hợp tác xã cao nhất so với lại các Hợp tác xã trong toàn tỉnh. Đây là một mô hình rất tốt, có thể là nhân rộng không những ở trong tỉnh mà có thể ở ngoài tỉnh. Cân bằng giữa hiện đại và truyền thống, Sinh Dược trở thành câu chuyện điển hình về một hợp tác xã kiểu mới, biết nắm bắt, tạo lập sinh kế từ nguồn nguyên liệu thảo dược bản địa, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của mảnh đất Sa Sinh, Gia Viễn, Ninh Bình.